Rồi xin chào cả nhà. Thì hôm nay cái vườn hẹ nhà bác Bốn trồng nè, từ bữa giờ mà nó có review khá là nhiều cho anh em xem. Thì anh em thấy cái đống mùn thải chưa? Ở đây là hệ thống cái đám rau hẹ mà bác Bốn bây giờ đã trồng được 10 ngày rồi. Hôm nay mình sẽ gắn cái hệ thống phun sương cho bác Bốn, vì hôm bữa giờ thì khí hậu ở đây trời cũng có mưa, nên hai ngày nay thì nắng rồi. Bây giờ mình sẽ gắn thôi, rồi review lại cho cả nhà xem nha. Rồi nắng quá cả nhà ơi. Hiện tại thì trên tay của nấm đang trồng cái bét mà nấm thường chia sẻ với cả nhà đấy, dùng để tưới rau, tưới nấm, mà đặc biệt bên mình là chủ yếu là tưới nấm là nhiều. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi cái hệ thống phun sương cái vườn rau hẹ này cho bác Bốn nha. Đấy, anh em đang tập trung lên cái kế hoạch để gắn cái hệ thống này, thì mời cả nhà theo dõi nha. Thì vật dụng mình chuẩn bị là một cái máy khoan. Anh em lưu ý cái chỗ này, cái mũi khoan là 4,5 ly nha, mua 4,5 ly về mình khoan một phát là dứt điểm luôn, chứ không có thể ví dụ như mình mua cái mũi khoan 5 ly thì nó chặt quá, quên nó rộng quá, mà cái mũi khoan 4 ly thì nó chặt quá, mà 4 ly khi nó chặt thì mình đòi hỏi mình phải sấy, phải banh rộng cái lỗ nó ra, nhiều lúc nó đâu có tròn đẹp đều được, là nó bị xì nước đó, nên là mua cái mũi khoan đúng 4,5 ly đó, giờ mình dứt một phát thôi, là đúng lỗ thôi, xong không có nhúc nhích gì nữa hết đó. Và cái ống mình dùng á, ống càng nhỏ càng tốt nha. Đây là mấy cái nắp chụp nè, cái chữ T của cái ống 21 đó, để mình chụp mấy cái đầu. Bét thì có rồi, bét thì ở đây mình có nói hai loại, là mình mua về mình review cho anh em xem thôi nha, chứ cái trắng này mình không có dùng. Nói thật là cái trắng này bây giờ là mình đã review cho anh em xem ở những cái video trước rồi, thấy nó chán lắm cả nhà. Còn cái bét cam này thì đã bán cho anh em rất là nhiều, nên là mình chỉ dùng cái bét này tưới rất đẹp. Tí mình sẽ gắn xong rồi mình tưới cho anh em xem thôi. Đây là cưa, dùng để cưa ống, cắt ống nó nghiêm chỉnh nha. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu xử lý nó thôi. Rồi hệ thống mình đã đóng cặp hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ đưa cây vào để tí mình buộc rồi mình khoan. Mình dây điện mình dài thì mình khoan trực tiếp đây luôn. Còn nếu ví dụ trường hợp anh em nào mà dây điện ngắn thì có thể đo trước rồi khoan ở nhà rồi mình tới mình lắp. Còn theo mình nghĩ là nếu dây điện dài hay là mấy cái máy bắn mini á, thì mình đem ra đây mình bắn luôn. Mình muốn chỗ nào mình bắn chỗ đó, nó tiện hơn, chứ nhiều lúc ở nhà đo rồi cái ống nó sẽ lộn xộn hơn. Đấy, mình khi gắn thì mình đi đường lối thẳng thớm cho nó đẹp nha. Mấy cái cây đây thì nhớ là ống 21 nha. Có chỗ sẽ bán ống 19, nhưng mà mình thấy cái chỗ bán ống 19 không có. Cưa cái đầu đi bấm, cưa cái đầu đi chứ. Dù gì cũng phải cưa cái đầu đó. À còn nối đi, nối. Thôi ngắn hụt rồi. Tạ tá lòi ra khoảng 40, lòi ra cái đầu 40. Phải nối thôi. Đây, chia sẻ với cả nhà cái cách gắn. Thì bây giờ mình đi được một đường rồi, còn mình đi hai đường kia nữa. Cái cách gắn ở đây thì mình vẫn chia sẻ với cả nhà là bét cách bét 2 mét, hàng cách hàng cũng 2 mét, đúng không? Nhưng mà bây giờ ở cái đâm hẹ này thì nó lỡ dở thì nó tới 2,5 mét. Từ cái đường ống này qua đường ống kia nó 2,5 mét, thì mình nhớ mình làm cho nó đi cho đúng cái đường ở chính giữa này đó, thì nó sẽ tiện hơn, chứ vì mai mốt mình đi chính giữa cái đám hẹ thì nó cũng bất tiện đó. Giờ mình đi theo cái lối hàng đá đó. Rồi với lại nó phụ thuộc vào cái motor ở đây, thì theo mình nhẩm nó chỉ có được 9 cái bét thôi, vì 3 đường 9 bét thôi, thì cái motor mình nó sẽ ở đây nhà bác 4 cái motor tới 1 ngựa lận, nó sẽ khá là mạnh nha. Nhưng mà với cái 2,5 mét này thì nó phun vô tư luôn.
Anh em kiếm kẽm hay là gì cũng vậy, mình buộc để cho giữ mấy cái đầu cây đó. Thì thường là dùng kẽm, nhưng mà mình ở đây mình dùng cao su, dây ruột xi cắt ra. Ở đây thì mình gắn cái cây tê. Thì mô hình đó mình vẫn đi là một cái đường tổng và chẻ những cái nhánh con. Khi mà cưa xong rồi anh em cố gắng nha, mình phủi cho sạch đi, chứ tí nó lọt những cái bụi trong này nó dễ nghẹt cái bét á. Keo đâu con, cái hũ keo đâu, dán ra. Lấy keo dán cố định luôn, tùy nha. Ở đây thì mình làm cố định, mình lấy keo mình dán luôn. À, cả nhà thì cái gắn bét này thì mình đơn giản thôi, dùng cái motor bơm nước thôi. Đây motor một ngựa nè. Đó, mình chỉ bơm motor và gắn vào cái đường ống đó, nó tưới thôi, chứ không có gì. Nên nhiều anh em vẫn hỏi nấm ơi là motor lực đẩy hay là motor áp lực gì đó, tùm lum hết. Thì không có gì, nó rất đơn giản nha cả nhà. Bơm cái motor này, tí mình sẽ kéo cái dây ra mình gắn vô cái hệ thống tổng. Mình có đi một cái đường tổng và chỉ nhánh, mình gắn vô cái đường tổng là tự động hệ thống nó phun thôi. Đấy, hình dung chưa cả nhà? À, nó đi ba đường ống rõ ràng, một ống này, hai ống, ba đường ống nè. Thì mình đi một cái đường tổng thôi. Đó, rồi mình tách nó qua là xong thôi. Đấy, một đường tổng, ba đường con. Đấy, bây giờ xong rồi, bây giờ chủ yếu là kéo dài lại đi khoan, mũi khoan là ok. Rồi, bây giờ thì mình tiến hành mình khoan nha cả nhà. Xin lưu ý là mình khoan cái mũi khoan 4 ly rưỡi đó, mình xắn một phát thôi. Nhắc lại nữa nha. Rồi, cho anh em hỏi mình quá nhiều cái vụ này. Với lại cả nhà cứ hỏi là cái mũi khoan taro. Thì mình không có cần taro vậy đâu nha cả nhà. Rồi, trước đó. Đó, nhẹ. Rồi, vừa xuống là xong. Rồi, không có cần sấy. À, tạo ra một cái lỗ. Rồi, khi tạo cái lỗ xong rồi á, thì cả nhà sẽ dùng cái bét ra vặn vào. À, lưu ý thì mình để im. Mình để im mà mình vặn vào vẫn được. Nhưng mà nó rất là đau tay và nó rất là chặt. Thì mình sẽ dùng một cái kéo, mình cắt xéo đi. Xéo cái đầu bé đi. Rồi, xe đây con. Để cho lại cái xéo đi cho mình dễ, nó dễ bắt cái ren thôi. Nó khỏi rồi. Ơi, vừa thôi đây. À, mình cắt như thế này cả nhà. Cắt như thế này. Sau đó thì mình vặn vào thì nó rất là dễ. Rồi vặn luôn con. Đấy. Trong cái quá trình vặn thì mình cảm thấy muốn sợ đau tay thì khi nó bắt được cái ren rồi á thì mình tiến hành mình dùng cái kìm này nè. Mình siết lại cho đỡ đau tay. Đó, mạnh vô, sao yếu vậy con? Chưa vợ mà sao yếu vậy? Rồi, được chưa? Rồi, lấy kim. Đó, giữ. Rồi, vừa vặn vừa giữ. Hãy cho nó càng chắc vậy thì nó càng tốt. Rồi, xong rồi cả nhà. Đó, như thế là xong rồi. Mà là ok thôi. Và khi mình gắn lại gắn cái bét vô đây á, thì mình gắn suông theo ống nước nè. Đây nè, 21 cái túi nó xè ra nè. Chứ cả nhà đừng có nên gắn ngang nha. Gắn ngang nha, ngang thì nó xè qua đây thì nó mắc hai cái ống. Rồi, đó. Ok chưa? Rồi, cứ 2 m, bét cái bét 2 m, hàng cái hàng 2 m nha. Rồi, đó. Là cái đầu dây mà mình đã nối sẵn là để vô cái ống bét nè. Giờ mình còn khoan mấy lỗ nữa. 2-3 lỗ đó nữa là xong rồi đó. Cái đường ống đây là đi trực tiếp vào cái motor nha cả nhà. Thôi, bây giờ tất cả là các khâu đã hoàn thiện rồi. Thì bây giờ đây chính là cái motor để tưới. Thì bây giờ mình bật lên thử. Rồi nó sẽ tưới như thế nào. Rồi tí mình sẽ ra khi mình quay cụ thể hơn. Thôi, bật điện lên đi con. Đó, motor đó. Anh em thấy không? Đấy, ở ngoài đó đang tưới đó. Đây là cái motor nè, trực tiếp luôn đó. Rồi, tắt đi con, tắt đi con. Rồi, đó, nó tắt rồi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài kia mình quay nha. Rồi, bật lên một lần nữa. Đấy, cả nhà thấy không? Quá đẹp mà cái độ cao của nó nè, là nó phun đỡ lắm. Càng cao càng tốt. Ví dụ như mà cái hệ thống đó mà nó cao trên đầu, nó cao khoảng 1,5 m, nó phun sẽ rất là đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ cao quá thì mình làm cái hệ thống đó, mình đứng không tới. Đó. À, cái chỗ đây bị hở dây rồi, tới dán lại cho kỹ nha. À, cái chỗ mà nối nè, tới dán keo lại cho kỹ. Đó, còn hệ thống thì đấy, quá tuyệt vời rồi. Cả nhà thấy cái hệ thống này như thế nào? À,
Ôi, tuyệt vời. Ở đứng ở ngang này nè mà nó sương ướt nè, đỡ rồi. Đứng là rất mát luôn. Trời ơi nè, để tưới cho một cái xíu nữa đi. À, rồi bây giờ một cái xíu để có mấy cái đầu mà hồi nãy chưa đang thử là chưa dán keo kỹ được, để chiều ra thấy cái độ phun không nghe nha, ướt hết rồi. À, thì khoảng cách hồi nãy mình nói từ đây qua tới đây là 2,5 m á, nó lỡ dở thì mình gắn luôn. Trời, chỉ trong cái quá trình mà phun sương như thế này mà có cái cơn gió đi là nó đẩy bay đã lắm. Đó, như vậy thì mình đã hoàn thiện cái hệ thống phun sương cho cái vườn rau hẹ nhà bác Bốn. Thì cả nhà đánh giá như thế nào về cái bếp như thế này? Nó rất là rẻ, rất là tiện dụng. Mình chỉ mua mấy cái ống nhựa xong là mình gắn vào là ok. À, anh em gắn cao cao lên, gió nó bay nè. Gió nó bay đã. À, rồi, như vậy thì cũng cảm ơn cả nhà. À, anh em xem thì nếu thấy hay thì nhớ chia sẻ giúp Nấm. Và anh em nào muốn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp, Nấm có để số điện thoại ở trong mô tả đó. À, cả nhà thấy không? Quá tuyệt vời luôn. Rất là tiện, bật motor xong. Canh trưa mà như thế này mà ra mà đứng tưới thì rất là phê luôn á. Dậy ở nhà ngủ, đúng không? Rồi tí hết giờ tắt. À, ồ, bày vô tới đây luôn. Bày đã đó.